Hello, xin chào cho mọi bạn đến với Via Academy. Mình là Gino từ Via Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để edit video nhanh hơn ở trong Adobe Premiere. Bây giờ chúng ta sẽ bật Adobe Premiere lên và bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài phím tắt để có thể edit nhanh hơn ở trong Premiere. Thì trước tiên ở trong Premiere các bạn có cắt ghép đúng không? Thì chúng ta có cái nút cắt là các bạn có thể click vào cái Radio Tool hoặc là các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl K. Và khi các bạn nhấn Ctrl K thì nó sẽ tự động cắt. Đấy, bây giờ mình đó, các bạn cứ đi tới đâu bạn nhấn Ctrl K tới đó nó sẽ tự động cắt tới đó. Đó. Và phím tắt thứ hai đó chính là dấu cộng trừ dùng để zoom và out, zoom in zoom out cái timeline của các bạn. Các bạn có thể sử dụng bằng cách click vào những cái dấu này, ví dụ như là cái lấy chuột click vào cái ô này mà kéo, các bạn cũng có thể zoom in zoom out nhưng nó sẽ rất tốn thời gian. Premiere nó hay cái chỗ là các bạn cứ click vào chỗ nào thì khi mà các bạn zoom lên thì cái thanh xanh này nó sẽ ở ngay chính giữa. Đây, khi bạn zoom lên nó sẽ ngay chính giữa. Đó. Cỡ nào nó cũng ngay chính giữa đó. Nó hay chỗ đó, vì vậy cái nút cộng trừ này cũng rất là quan trọng. Và phím tắt thứ hai là phím tắt import video. Đó chính là Ctrl E. Đó, các bạn có thể add video mới vào đây. Các bạn có thể thấy. Và phím tắt thứ tư đó chính là nút thanh dài dùng để play và blow cái video. Ví dụ như chúng ta đang trên timeline và chúng ta muốn video chạy thì các bạn có thể click vào cái ô play hoặc stop này. Nhưng mà các bạn có thể nhấn thanh dài. Đó, nó sẽ tự động play và đang nhấn thanh dài lần nữa nó sẽ tự động dừng. Đó, chạy dừng chạy dừng chạy dừng. Và bây giờ mình sẽ show tay cho các bạn để mình hướng dẫn cho các bạn cách để tay hợp lý khi mà edit. Đây là cái webcam tay của mình khi mà edit, thì bây giờ mình sẽ zoom bự lên cho các bạn xem. Đây, các bạn cũng đã thấy là hai cái ngón trỏ và cái ngón giữa của mình để ngay nút cộng trừ là cái nút zoom in out đó. Đây, mình sẽ thu lại cho các bạn thấy. Đây, khi mà mình edit thì mình sẽ nhấn cộng đó, mình nhấn cộng là nó sẽ zoom cái timeline vào, và nhấn trừ và nó sẽ zoom out cái timeline ra, nó sẽ nhỏ lại, cái timeline sẽ nhỏ lại. Cái nút cái ngón áp út thì các bạn để ngay chữ ô. Chữ ô này mình để cho vui thôi chứ thật ra cũng ít dùng lắm. Còn cái ngón quan trọng chính là cái ngón út. Ngón út là ngón chữ để ngay chữ K để dùng, và cái ngón cái để ngay chữ Ctrl. Đây, mình sẽ để khi mà các bạn cắt, các bạn nhấn Ctrl K, Ctrl K là cắt. Đây, mình sẽ cắt thử cho các bạn xem. Đây, khi mà mình muốn cắt khúc này đúng không? Mình sẽ zoom lên. Đây, nhấn zoom lên. Đây, mình muốn cắt ngay khúc đang nhắm này, nhấn Ctrl K. Đây, các bạn thấy nó đã cắt rồi. Trên video đã cắt. Đây, các bạn nhấn muốn cắt đây tiếp thì nhấn Ctrl K tiếp. Đó, nó sẽ cắt. Đó. Và muốn xem tiếp tục chạy thì nhấn thanh dài. Đây, các bạn thấy cái thanh dài mình không có nhấn bằng ngón, mình nhấn bằng cái miếng thịt ở dưới ngón út á, tức là mình nhấn bằng cái bàn tay. Đó. Cái ngón út này thì chúng ta còn có cái chức năng khác, đó chính là Ctrl Y. Đây, khi mà các bạn nhấn Ctrl Y nó sẽ import video mới thì ở đây. Này, mình sẽ nhấn Ctrl. Đây, mình sẽ nhấn Ctrl Y. Các bạn sẽ thấy chúng ta có thể ra một cái cửa sổ và chọn những video nào mình muốn để mà thêm vào. Đó. Thì đang thêm video đó các bạn thấy. Còn cái nút khóa cuối cùng chính là nút render. Nút render đó chính là Ctrl M. Ctrl M. Khi bạn nhấn Ctrl M nó sẽ mở ra cái ô render. Thì cái này các bạn chưa cần biết lắm đâu, thì các bạn chỉ biết thông tin cho vui thôi. Để mốt mình sẽ hướng dẫn render sau. Đây, Ctrl M. Đó, các bạn thấy nó sẽ ra một cái cửa sổ. Đây là cửa sổ dùng để render video cho ra sản phẩm. Thì đây mình sẽ zoom bự cái webcam lên cho các bạn coi cái tay của mình. Đó, ngón
cái đặt ngay control, ngón trỏ để dấu cộng, ngón giữa để dấu trừ, cái ngón áp út để chữ O và ngón út để chữ K. Chữ K này các bạn, chữ K khi mà các bạn để chữ K ở đây thì khi mà các bạn muốn import video thì các bạn để chữ Y, thấy không? Ngón út của bạn có thể linh hoạt là chữ Y, chữ K và chữ M. M, K, Y, Y, K, M. Và chưa tính phần thịt ở dưới dùng để nhấn thanh dài nữa đó. Thì đây chính là cách để tay lúc mà edit. Và thường là mình để tay như thế này để edit cho lẹ. Nếu mà các bạn làm lỗi á, thì bạn nhấn tô phím Ctrl Z. Cái này thì nó hơi vô duyên tí là tự nhiên đang đây cái tự động di chuyển qua đây, nhưng mà mình quen rồi. Nó Ctrl Z đấy, Ctrl Z. Và nhấn Ctrl Z là nó sẽ ra, nó sẽ back lại những cái gì mà các bạn làm nãy giờ. Và các bạn khi mà các bạn back lại xong thì các bạn để tay lại đúng vị trí như cũ và tiếp tục edit. Và đây chính là thủ thuật của mình để edit nhanh hơn trong Remi. Thì các bạn cứ tập luyện ở nhà thật nhiều vào, các bạn cứ để tay giống mình và cứ tập cắt ghép, zoom in, zoom out video, tập play video, dừng video, tập cắt video, tập mở file. Các bạn cứ sử dụng những cái nút khóa đó, tập undo, những Ctrl Z, Ctrl Z đây nè, đó. Ctrl Z, back lại nè. Xong để tay lại đúng chỗ cũ. Rồi. Thật ra là nó thiết kế cũng rất là ok các bạn. Những cái nút khóa này khi mà bạn để tay các bạn thấy nó rất là hợp lý. Và các bạn đang xem nội dung tại VIA Academy. Nếu có vấn đề gì hãy comment ngay phía dưới nhé. Mình Zino từ VIA Studio. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn lại bạn ở video sau nha.